Xin chào cả nhà đến với kênh Maxim buổi tối ngày 22 tháng 8 nha. Tối hôm nay thì em sẽ lên cho cả nhà mình một số mẫu phụ kiện bia dây cước này, nhái ít nha và lưỡi câu. Và em sẽ có 12 cái mẫu cần cho cả nhà mình tham khảo. Đa số là cần lua cả nhà, lua này, câu ngâm với lại là lua mực đồ ha. Đó, nên em có một số loại cần như vậy cho cả nhà tham khảo. Thì trước tiên em sẽ lên lưỡi câu cho cả nhà mình này. Đây. Lưỡi câu thì em có loại của Java nha, nội địa Nhật luôn cả nhà. Một hộp như thế này bao gồm thì là 50 cái, em sẽ thanh lý nhanh cho cả nhà mình với giá là 150k nha. Đây 50 cái là 150k cả nhà. Số lượng bên em còn ít hộp nữa thôi, nên là cả nhà tranh thủ này. Lưỡi câu này thì mình câu cá tra. Tra chép rồi ok cả nhà nha. Đó, bao rỉ rác cho cả nhà mình luôn ha. Có gì thắc mắc thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo cho em là 0845334544 ạ. Rồi bên cạnh đó thì em có dây bia cả nhà. Bia thì em có loại 50m này. 50m một cuộn như thế này với giá là 50k nha. Có size là 0.3 và 0.35. 0.5. Đó. 50k một cuộn nha cả nhà. Bia con có loại lớn hơn của nhà Saban, nội địa Nhật ha. Đây, 8 này. Con này thì có size 7.0 và 6.0 nha. Màu dây màu xanh lục. Đó, màu xanh lục nha. Một cuộn như thế này có giá là 100.000. Chiều dài sẽ là 100m nha. Đó. Cước. Cước bên em có hai loại này, của nhà Nano với lại Daiwa. Thì Daiwa bên em còn số lượng ít thôi, còn tầm mười mấy cuộn nữa là hết rồi cả nhà. 100m. Có size là 1.0 và 1.2 này, 100m như thế này với giá là 70k nha. Của Daiwa. Dây cước thì có hai màu, màu xám ghi với lại là màu đỏ rượu nha. Đó, 70k một cuộn ha. Mua số lượng nhiều từ 4 cuộn trở nên em sẽ free ship toàn quốc cho cả nhà luôn ha. Cước Nano nhà em sẽ có là 3 size. Size 33 lưỡi bao này, 15kg cá, 0.35 nha. Size 22 lưỡi bao thì tải được 10kg cá, 0.28 này. Size 17 lưỡi bao, tải được 8kg cá, 0.25. Một cuộn như thế này sẽ có giá là 100k ha, chiều dài sẽ là 100m. Đó, màu xanh này. Một màu duy nhất là màu xanh thôi cả nhà ha. Mua 4 cuộn trở lên em vừa free ship toàn quốc. Thế thì em có mồi câu cả nhà, có ếch nha, ếch này của Thái Lan, ếch nhái của Thái Lan này. Mua lẻ một con thì giá là 70k cả nhà, 70k một con như thế này. Đây. Hàng của Thái Lan nha. Cái này một cặp thì có giá là 150k. Đó, có con size to và size nhỏ như thế này ha. Rồi bây giờ em lại cần cho cả nhà mình tham khảo này. Cần thì nhà em sẽ có cần lua hai khúc. Đây đầu tiên có một cần lua hai khúc máy ngang như thế này, cán mút này. Con này của nhà Daiwa ha. Đây một con cần lua hai khúc của nhà Daiwa. Chiều dài sẽ là 1m68 cả nhà, 1m67 này, 68 nha. Con này độ cứng sẽ là ML. Lua cho em sẽ là 3/16, 3/4 OZ, 5-12g. Line là 6-14 là 3 nha. Con này hàng Thái Lan xuất Nhật ạ. Con này em để giá rẻ cho cả nhà mình về câu chơi này tham khảo nha. Anh em nào mới tập câu thì thử mấy con cần lua này. Con này ai chốt cho em mã số 1 với giá là 450k, 400 cả nhà, 400 thôi ha. Đây, để giá rẻ cho cả nhà mình luôn, giá là 400 ạ, mã số 1. Trọng lượng siêu nhẹ nha, 100g, ngọn là 1 chấm ngọn là 2 ly cả nhà. Đó, giá là 400k ha. Mã số 2, em có con cần lua cá ngộ bần này. Cá ngộ bần ha. Đây có một con cần lua của nhà Siri. Cái chữ thông số nó hơi nhỏ một xíu em không đọc được. Đây. Con này chiều dài cho em sẽ là 2m59 cả nhà. Chiều dài là 2m59 nha. Độ cứng. Độ cứng là UL thôi. Đó, con này thì hơi yếu, mình câu cảm giác trải nghiệm thôi đó. Đó, anh em nào muốn câu cảm giác trải nghiệm thì thử con này. Máy đứng nha cả nhà mình, máy đứng nha. Trọng lượng siêu nhẹ 80g thôi, ngọn là 1.5 ly cả nhà, độ cứng là UL này. Đó, anh em nào cần lua câu cảm giác thì thử con này nha. Giá rẻ thôi ạ. Mã số 2 ở chốt cho em con này với giá là 500k nha cả nhà. Mã số 2 chốt cho em với giá là 500k ha. Một con cần lua
2 khúc, độ cứng UL. Tiếp theo có một con lô mực này, con này hàng lứa còn khá là mới, trên 98% nha, lô mực cả nhà. Chiều dài cho em sẽ là 2m4 nha. PE, độ cứng thì tầm ML cho em, độ cứng ML nha. PE là 0.6 đến 1.2 này cả nhà. Cán mút nha, máy đứng cán mút này. Đây, một con lô mực ạ. Khoen bát Fuji ha. Tình trạng cần rất là mới. Rồi ai chốt con này cho em giá rẻ thôi cả nhà. Mã số 3 này, ai chốt con này cho em với giá là 500k nha. 500k, mã số 3 ạ. Tiếp theo mã số 4, em có một con cần hai chi cô bè nha. Chiều dài sẽ là 1m8, độ cứng 10 cả nhà. Con này của nhà Mamiya nha. Mamiya hàng chi đa xuất nhật ạ. Mamiya tình trạng cần nguyên còn rất là mới nha. Trọng lượng con này sẽ là 127, ngọn là 0.8 mm. Con này thì mình câu cảm giác thôi ạ. Hai chi cô bè, cô trap handle, mấy con cá nhỏ ha. Rồi ai chốt cho em mã số 4 này. Con này em để giá cho cả nhà mình với giá là 400k thôi nhà nha. Mã số 4 giá là 400k ạ. Tiếp theo mã số 5, em có một con lua 2 khúc của nhà Mazograp nha. Đây, Sobara này, Mazograp ha. Con này hàng mới, còn tem, còn tem mát đầy đủ cho nhà mình này. Độ cứng là MH nha. Chiều dài con này là 2m 2m04 cả nhà nha, độ cứng MH ạ. Đây, em bỏ qua cho cả nhà mình tham khảo rõ không. Con này máy ngang nha, máy ngang này, cán mút. Zip mát sẽ là 180g, line là 0.6 đến 1.5 PE ha. Đây, một con lua của nhà Mazograp mới 100%. Ai chốt con này cho em với giá là 1.100.000 cả nhà. Giá 1.100.000 nha, mã số 5 ạ. Giá là 1.100.000. Trọng lượng con này là 110g, ngọn là 1.5 ly nha. Giá là 1.100.000. Tiếp theo lên mã số 6, em có một con cần lua 2 khúc. Con này là một con cần lua của nhà Shimano, hàng nước còn khá là mới đẹp. Đây, Shimano hạt cả nhà, lua gần, kiểu dạng lua gần nha. Đây, con này hàng nội địa Nhật Nam ha, made in Japan này. Chiều dài cho em sẽ là 2m7, độ cứng con này thì tầm ML nha, độ cứng ML. Lua là 7 đến 15 gram này. Line sẽ là 6 đến 14 L3 nha. Satyam Van Bass Fuji Zip ạ, Van Bass Fuji Zip cả nhà. Đây, một con cần lua Shimano màu sắc rất là đẹp nha, màu xám với lại là màu xanh, cán xanh như thế này ha. Giá là 2.500.000, mã số 6, ai chốt cho em với giá là 2.500.000. Tiếp theo mã số 7, em có một con cần của Mazograp này, hàng mới, bao bọc đầy đủ nha, tem mát đầy đủ cho cả nhà mình. Đây, con này chiều dài cho em sẽ là 2m88 cả nhà, độ cứng là mờ, cứng mờ nha. Con này luôn gần xích mát rồi được cả nhà. Đây, hàng mới nha, màu sắc rất là đẹp, màu xanh đậm, màu xanh với lại màu đen. Máy đứng cả nhà. Đây, Sobara này, chiều dài là 2m88, độ cứng mờ, lua là 10 đến 40 gram nha, line là 0.6 đến 2.0 PE. Đó, con này trọng lượng cho em sẽ là 175g, ngọn là 2.5 ly ha, Van Bass Fuji ạ. Ai chốt cho em con này với giá là 1.500.000 ha, mã số 7 cả nhà, giá là 1.500.000 nha, còn mát đầy đủ này, hàng mới 100% ha, giá là 1.500.000. Có gì thắc mắc thì cả nhà nhớ liên hệ qua số Zalo điện thoại cho em để em tư vấn cả nhà kỹ hơn ạ. Và nhớ đăng ký kênh của May Fishing cả nhà. Bỏ lại cái đây nha, để em một xíu. Rồi tiếp theo mã số 8 cả nhà. Mã số 8 này, đây cũng là một con cần của Mazograp nha. Con này chiều dài cho em sẽ là 2m4, độ cứng là MH ạ. À, đây, con này báo cáo ok rồi cả nhà nha. Con này cũng là máy đứng ạ, máy đứng nha cả nhà. Đây, Sobara này.
chiều dài là 2m49, độ cứng MH, lua cho em sẽ là 5m30g, like là 0.8 đến 2.0 PE ha. Mới hoàn toàn ở nhà, quen bác Fuji cho em ạ. Đây cán mút này, màu xanh nha. Con này trọng lượng cho em là 130g cả nhà nha, ngọn là 1.6 này, đó hàng Việt Nam xuất Nhật ạ, à. Việt Nam xuất Nhật cả nhà. Ai chốt con này cho em với giá là 1.500.000 ha, 1.500.000 cả nhà. Tiếp theo em có một con lua một khúc máy ngang này, con này cắn bần nha, à, cắn mút của Okin này, ốp switch nha. Con này chiều dài cho em sẽ là 1m3 cả nhà, 1m3 nha. Độ cứng thì tầm MH, độ cứng tầm ML nha. Đó. Khoen bát Fuji. Khoen bát Fuji xích nha. Đây, con này rất là đẹp luôn. Mã số 9 ạ, à, ai chốt cho em con này với giá là 1 triệu cả nhà. Giá là 1 triệu nha. Trọng lượng sẽ là 170g, ngọn là 1.5 ly, giá là 1 triệu ạ. À. Đây, một con máy đứng nha. Máy ngang. Tiếp theo lên mã số 10, em có một con lua gần 2 khúc này. Trọng lượng sẽ là 380g, ngọn là 3.4 ly cả nhà nha. Đây phôi sóng 2 da này, phôi sóng 2 da rất là đẹp nha. Khoen bát Fuji Sit ạ, khoen bát Fuji Sit cả nhà nha. Đây, Apia. Chiều dài sẽ là 3m, độ cứng là H nha. Mấy con này lua gần bao cá ok. Mát sẽ là 100g, lai là mát sẽ là 5. Đó, 5.0 ha. Siêu đẹp luôn, con này siêu đẹp luôn cả nhà. Relax đi. À, chốt con này cho em mã số 10 ạ, à, với giá là 6.500k cả nhà. Mã số 10, giá là 6.500k nha. Còn một con duy nhất tại cửa hàng này. Tiếp theo mã số 11, em có một con câu ngâm 3 khúc của Daiwa. Đây, của Daiwa ha. Phôi sắn 2 da ở phía ngoài này, rất là đẹp này. Chiều dài sẽ là 3m6, độ cứng là 30. Đây, khoen bát Fuji nha cả nhà, khoen bát Fuji cho em ạ. À. Ngọn của nó được cứng thì tầm 30 thôi, mình câu cảm giác cho em ha. Ai chốt cho em mã số 11, một con cừu của nhà Daiwa, trọng lượng là 300g, ngọn là 2 ly cả nhà, với giá là 1 triệu nha. Giá là 1 triệu ạ. À. Một con cừu của Daiwa này. Tiếp theo em lên mã số cuối cùng, mã số 12. Đây cũng phải là một con cừu câu ngâm luôn ha. Con này hàng của Misaki, hàng nội địa Nhật ha. Khoen bát Fuji Sikon cả nhà. Đây con này rất là đẹp nha, cái màu đỏ này. Chiều dài sẽ là 3m5. Đó, 3m5. Độ cứng mờ. Cái này. Con này độ cứng thì tầm 50 cả nhà. Độ cứng con ngâm thì tầm 50 ha. Đó. Cần rất là đẹp luôn. Con này hàng nội địa Nhật. Mã số 12, con này ai chốt cho em với giá là 1.600.000 nha. Trọng lượng sẽ là 530g, ngọn là 3.2 đi ạ, à. Giá là 1.600.000 cả nhà. Còn một con duy nhất tại cửa hàng ha. Rất là đẹp luôn, khoen bát Fuji Sikon. Rồi à, em đợi lên cho cả nhà mình được 12 cái mẫu cần và một số phụ kiện đi kèm nha. Cả nhà còn có thắc mắc gì nữa thì kỹ liên hệ qua số điện thoại cho em, Zalo ha. À, em chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ này, đi câu được nhiều cá. Hẹn gặp lại bạn nhà vào những cái video lần sau.